Quý vị và các bạn thân mến, lần trước tác giả nhà sĩ Hoàng Nam đã gửi tới chúng ta bộ truyện về Pháp Sư Bạch Hổ. Lần này tiếp theo chúng ta sẽ đến với một Pháp Sư mới, một Pháp Sư nữ, Pháp Sư Huyền Vũ, cũng nằm trong Pháp Sư Tứ Linh. Và đặc biệt là người này có một đôi mắt có thể nhìn thấu được âm dương hai cõi. Để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn hãy truy cập vào Facebook tác giả Hoàng Nam chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như là để ủng hộ A Tuấn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video video này được up duy nhất trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya nếu như các bạn có thấy âm thanh hoặc hình ảnh này ở đâu trên các website hay trên các ứng dụng điện thoại thì đó là của cái kẻ ăn cắp mà ai cũng biết là ai hãy giúp anh tuấn report hệ thống đó vi chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa con thế còn còn quên gì không nhanh lên không lỡ xe bây giờ tiếng bà tân mẹ của vi từ phòng khách vọng vào Vi đang gom một ít sách vở cho vào trong ba lô Nghe thấy tiếng mẹ thì nói vọng ra Mẹ đợi con một chút Con xuống ngay Một lát Vi đeo ba lô vẻ mặt phấn khích Vừa qua kỳ thi vào đại học với số điểm khá cao Để giúp cô thoải mái hơn vào năm học mới Bố mẹ cho Vi về quê chơi với ông bà một thời gian Bố mẹ Vi rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân Từ khi Vi còn rất nhỏ Thế mảnh đất này cũng thuận lợi cho công việc làm ăn, buôn bán Cho nên ông bà ấy sau ngót chục năm tích góp cũng đủ tiền mua được một mảnh đất xây được một ngôi nhà hai tầng khang trang mẹ của vi ở nhà mở quán ăn còn bố tiếp tục đi làm nghề cơ khí từ bé ở với ông bà nội mỗi một lần được về quê vi vui lắm vi vui bao nhiêu thì bố mẹ lại lo lắng bấy nhiêu à, không sao đâu em dù gì con lõng lớn rồi khi nó còn nhỏ việc xảy ra năm đó có lẽ nó cũng chả nhớ được em đừng có lo Ông Thanh quay sang phía bà Tân động viên Tuy rằng trong lòng của ông cũng lo lắng lắm Năm vì sáu tuổi Cô đã xít chết đuối Ở con sông gần nhà Cũng may được một thầy Pháp trong làng cứu sống Thầy nọ nói Vi bị con ma ra dẫn xuống nước Nó muốn kéo Vi đi thay thế Để cho nó lên bờ Ấy thế nhưng khi Vi được cứu lên tỉnh lại Thì một mực khẳng định Là mình đi chơi với mấy người bạn mới Lúc đấy Vi còn kể là bạn mời Vi về nhà chơi Nghe con gái nói như vậy Bố mẹ không khỏi lo lắng Cũng chính vì thế Ngay trong tháng đó Bố mẹ của Vi làm thủ tục Chuyển trường đón con về ở cùng Kể từ đợt ấy Cũng rất ít khi bố mẹ cho Vi về quê Họ sợ con gái gặp nguy hiểm Xe lăn bánh Vi bỏ lại hết những vồn vá bộn bề của phố thị Trở về miền quê yêu dấu Nơi mà tuổi thơ đã chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm Những đứa bạn thỏa nhỏ dù bao năm không gặp mặt nhưng vi cũng chưa bao giờ quên xe chạy 5 tiếng đồng hồ dừng lại ở thị trấn đồng mò bởi vì đường xa vi xuống xe hít sâu một hơi cảm nhận không khí mát mẻ trong lành của miền sơn cước vi vi ơi nghe có tiếng ai gọi vi quay đầu lại nhìn là chú hùng chú ruột ơ à, hôm nay cháu tưởng chú đi làm Chú lại ra tận đấy đón Này, người yêu của chú mà thấy lại tưởng Đi với cô nào ghen đấy vì lém lỉnh Tuy là chú ruột Nhưng chú Hùng là chú út Năm nay mới chỉ 23 tuổi Cái con bé này lớn lên đã biết trêu chú rồi Mày có tin tao cho mày đi bộ về thôn không Vi tùm tìm Xách đổ lên xe Hai chú cháu vắt vẻo trên con xe cũ Men theo con đường đất đi về nhà Ở trên đường Vi quan sát xung quanh Bao nhiêu năm qua mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao nhiêu Bãi đất trống ven con suối Những thửa ruộng bậc thang Nơi chứa đừng biết bao nhiêu kỷ niệm Đường vào làng khó đi Đi độ có ba cây số Mà hai chú cháu phải mất độ 20 phút Mới vào đến nhà ông bà nội Xe vừa dừng ở ngoài sân Ở trong nhà đã vang lên tiếng nói của bà nội Con Vi lên đấy ạ à. Đi đường có mệt không con Nào nào vào đây bà xem Cả năm nay mới lên thăm bà Lần này ở chơi lâu nghe chữ à? hả Lần mọi lần Tết nhất cứ đi được một hôm Rồi lại bố mẹ mày lại bắt về ngay Rõ khổ Bà nội nói xong Mắt cũng rưng rưng nước mắt Sâu trong ánh mắt ấy là sự thương cảm Bởi vì chính bà cũng hiểu Nguyên nhân bố mẹ của Vi làm như vậy Thôi Đi đi vào nhà nghỉ ngơi cơm nước Rồi rồi ăn rồi ăn cơm Ông ông mày cũng sắp về rồi Chiều cô chú mày lên Bà thịt con ngan to cho mà ăn Nhìn thấy bà hối hạ dục Vi biết là bà vui lắm Chưa mấy ông nội về Cả nhà bốn người ăn uống vui vẻ Trong bữa cơm Vi luôn miệng hỏi thăm tình hình Ông bà dạo này Còn không quên trêu chọc chú Hùng chuyện lập gia đình Đến chiều Chú Lân và cô Lam Cô Mẫn Cùng với mấy đứa nhóc Mang về Mấy chị em Vi ngồi chơi với nhau trong khi hai chú giúp ông bà làm thịt con ngan to lắm Dễ cũng phải đến 5 cân Sao? Thế đã có người yêu chưa? Cô Lam quay sang Vi hỏi Cô lại treo cháu Cháu còn bé yêu đương cái gì? Cô Lam cười cười nói Gớm bằng tuổi mày hả Quê mình chúng nó yêu đầy ra rồi Có đứa còn chuẩn bị lấy chồng kia kìa Vi bị cố treo thẹn đỏ cả mặt Cô Mẫn ngồi bên cạnh đang nhặt rau Cũng chêm vào Giờ nó là gái thành phố rồi Còn đâu mà chịu theo cái lệ làng bác ơi Cứ học cho giỏi ra trường Công ăn việc làm ổn ổn xuống lấy chồng Lấy sớm như tao đây này Rõ là khổ Hai đứa em mày So với người ta thiếu thốn đủ đường May mà rời thương Chúng nó cũng ít ốm đau Chứ không thì cô chú mày cũng chết Cô Mẫn nói xong Quay lại hai đứa nhỏ một trai một gái Thằng anh 8 tuổi tên là Dũng Con em tên là Dung 6 tuổi Được cái Hai đứa nó ngoan lắm Bố mẹ bận cả ngày Thậm chí hai anh em phải tự chăm nom nhau Ấy vậy mà vẫn ổn Lâu lắm rồi Vi mới cảm nhận được sự ấm áp của quê hương Tối ngày hôm đó Đại gia đình tề tụ bên mâm cơm đông đủ Ông bà đem chuyện ngày nhỏ của Vi ra Kể cho bọn trẻ con Nào là đái dầm Nào là trốn đi chơi buổi trưa Bị bà đánh vào mông Vi thẹn đỏ cả mặt Cơm nước xong xuôi mấy bà ở xóm Nghe Vi về chơi với ông bà Cũng kéo qua chơi Ở quê ấy, tình làng nghĩa xóm là như vậy tối lửa tắt đèn có nhau ấy Còn bé vi mới ngày nào mà lớn thế nhỉ ra dáng gái thành phố lắm rồi nhà bác con thằng tùng chưa lấy vợ đấy mày xem có ưng cái bụng không mấy bà hàng xóm cũng chen nhau một đám thì cái đám bạn thân của vi ở làng cũng chạy đến bọn nó bắt tay mặt mừng như là lâu lắm rồi chẳng gặp lần này mày rơi lâu không ha cứ như lần trước về được một hôm rồi lại đi nhớ lắm. người vừa nói là con nhung bạn thân nhất của vi ở quê trong đám năm đứa có mỗi vi với nhung là con gái mày ở đây lâu rồi bọn mình cởi chuồng tắm mưa như hồi còn nhỏ <laughs> một thằng trong nhóm lên tiếng vi quay sang liếc mắt sumo mày vẫn không quên những cú đấm của tao phải không sumo là biệt danh của thằng trung một trong ba thằng con trai trong nhóm hai thằng còn lại là thằng mạnh thằng lực Thằng Sumo vỗ vỗ cái bụng béo ảnh bạch, cười hề hề. <laughs> tao đùa mà, tao đùa thôi. Kỳ thi vừa rồi, đạt điểm cao chứ. Thằng Dũng bây giờ mới lên tiếng. Dũng vốn dĩ ít nói, tính lầm lì. Cả đám gọi nó là thằng Dũng lì. Vi quay sang mỉm cười. Tạm được, thế còn chúng mày thì sao? Có đứa nào đúp không? Lực trẻ môi. Ôi giời ơi, các anh đây bảo đúp, còn khuya Chúng nó nhìn bộ mặt tơn tẩn của thằng Lực Mà bật cười Thằng này là nổ nhất làng Cơ mà lại sợ chết Cũng chẳng ai bằng nó Cả lũ nói chuyện vui vẻ lắm Đến tận khuya mới chào nhau ra về Ngày mai bọn tao dẫn mày Đến chỗ này hay lắm Bọn tao mới phát hiện Đẹp lắm Sáng mai nha Trước khi về Chúng nó còn dặn dò Chia tay mọi người Vi quay vào nhà leo lên giường Ôm lấy bà nội nhõng nhẽo một đêm cứ như vậy trôi qua Về quê cảm giác hạnh phúc lắm Ngày hôm sau như đã hẹn Đám bạn sang nhà đón Vi đi chơi Trước khi đi Bà nội còn dặn Mấy đứa đi đâu thì đi Cấm có được ra sông nghe chưa ạ Cả đám vâng vâng dạ dạ Rồi chạy mất hút Này chúng mày dẫn tao đi đâu Vi nhìn thấy nhiều cảnh vật lạ lẫm liền quay sang hỏi Cứ đi đi rồi biết Ta bảo là bọn tao cũng mới phát hiện mà Thằng Trung Sumo trả lời Chúng nó đi được độ 20 phút thì trước mặt xuất hiện Một cái cửa hang được che phủ bởi một lớp dây leo chẳng chịt Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra ở đây có một hang động Chúng nó lách mình bước vào Một cơn gió lạnh thổi cho vi dùng mình Đi vào bên trong độ 5 phút Cũng đến nơi Trước mắt của Vi như là hiện ra một kỳ cảnh Một cánh đồng hoa bạt ngàn Ở bên cạnh lại có một thác nước cả đám kéo nhau ùa vào cánh đồng hoa vì bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi đây lấy điện thoại ra sau đó cùng với mấy đứa con gái tạo dáng sống ảo ba thằng con trai hì hục lấy đồ mang theo nào là nước ngọt bim bim thậm chí có cả một con gà to đã luộc sau một hồi chụp ảnh hai đứa con gái cũng phụ một tay nhìn ba thằng loay hoay bên con gà thi thoảng còn cãi nhau chí chóe kể về những cái hiện tượng siêu nhiên trời ơi đất hỡi mà hai đứa con gái không khỏi bật cười. Đúng là thanh niên mới lớn. Này, hai đứa kia đi tắm không? Thác ở đầu sông nước sạch, mới cả mát lắm ấy. Trung Sumo quay sang nhìn Vi với Nhung hỏi. Vi cười cười. Thôi đi, bọn tao lớn rồi chứ con nít đâu mà dụ. Chúng mày đi tắm thì đi mà tắm. Hai đứa tao ở đây trông con gà. Không thì nướng lại nó cháy mất. Thằng Lực bĩu môi. Ông đi thì thôi. Đám con gái đứa nào cũng sợ chết. Nói xong nó cởi áo Theo hai thằng kia hùng hục hùng hục Mà nhảy xuống dưới nước Bảo họ lên bờ Ngay Lên trên bờ ngay Trong lúc Vi và Nhung đang lay hoay Cho thêm than nướng lại con gà Thì chẳng hiểu sao Ở bên tai của Vi cứ có tiếng văng vẳng Nhắc nhở Vi đưa mắt nhìn xung quanh thì không có thấy một ai hết Quay sang hỏi Nhung Nhung ơi Mày có nghe gì không Tao, tao nghe có âm thanh gì đó không Nhung cũng chăm chú Tĩnh lặng lại lắng nghe Một lát sau lại huých vài vi Hâm à Tao nghe tiếng gì đâu Ngoài năm nữa mình đêm gì có ai Vì gãi đầu cũng không để ý nữa Nhưng cũng chỉ một lát sau Âm thanh lại vang lên Lần này gần hơn như là đang thúc giục vậy Nhanh lên Không là không kịp đâu Bạn sẽ chết đâu vi nghe giọng nói rõ lắm lại nghe câu bạn mình sẽ chết vì hốt hoảng làm rơi cả bát gia vị ờ cái con này sao lại vụng về thế làm sao lấy chồng con nhung quay sang thấy vi đánh rơi bát gia vị mà trách móc bất chợt nhung nhận ra ánh mắt của vi đang chăm chú nhìn về phía cây xoan ở cạnh bờ sông nhung đâu biết trước mắt của vi bây giờ là hoàn toàn những thứ khác lạ là thân ảnh mờ ảo vừa lạ lại vừa quen Dường như Vi đã từng gặp người này ở đâu đó Một hồi lâu Con Nhung nheo mắt không thấy gì cả Đẩy vai Vi Nó nói Này Mày bị sao đây Nhìn cái gì chằm chằm thế Mấy thằng nó tắm ở bên kia cơ mà Vi giật mình Quay sang Có, có, có cô gái Đứng ở kia nhìn tao Cứ lặp đi lặp lại câu nói Cái gì mà bạn 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 mình sẽ chết Mày nhìn bên kia kìa Mày điên à Mày mày học cho lắm rồi tàu hỏa nhập ma Tao thấy gì đâu Ờ rõ ràng mà Tao thấy Mà thôi để tao gọi mấy anh kia lên bờ Vì nói xong đứng ra mép sông gọi to Này lên bờ nhanh lên Đám ba thằng con trai Nghe tiếng Vi gọi thì cao có Thằng Trung Sumo nói vọng vào Tao đang tắm mát lên làm gì Đồ ăn đã chín đâu Trong lòng có dự cảm bất an Vi lại càng thúc giục Thì lên lên phụ bọn tao chứ chứ bọn tao có biết nướng gà đâu cháy hết rồi đi ba thằng kia nghe vậy tuy không đành lòng nhưng vẫn sải bước bơi vào bờ cho đến khi thấy ba thằng bơi vào vì mới thở phào còn chưa kịp cả an tâm thì tự nhiên thằng lực kêu lên ơ à, có cái gì đụng vào chân tao thằng trông sumo đang bơi ở bên cạnh ê chắc là con cá mù nó hút vào chân mày còn chưa kịp nói xong vì thấy cả thân người ục ịch của thằng Trung sumo Bị hụt một cái xuống dưới nước Thằng Trung chới với Cố ngoi lên mặt nước Nét mặt tái xanh Miệng la hét Cứu, cứu tao với có, có cái gì túm lấy chân của tao ấy Tiếng thằng Trung rứt quãng Vì bị sặc nước ọc vào mồm và mũi Vì tái mét mặt Chân run rẩy ngồi bịch xuống đất Con Nhung đang loay hoay bên đống thức ăn Thấy thằng Trung vùng vẫy kêu la Chạy ra mép nước gào lên gọi thằng Dũng, thằng lực là nhanh chóng cứu thằng Chung. Hai thằng kia hốt lắm, nhưng thấy bạn mình đối nước cũng không dám chần chừ, lập tức lao tới. Mỗi thằng một tay nắm tận đầu nắm tay thằng Chung mà kéo lên. "Nhanh lên, nhanh lên, bởi nhanh lên, không không nó đang tới đó." vì cũng hét lên hoảng loạn. Trong mắt cô không chỉ thấy ba thằng bạn đang vùng vẫy ở trong nước, mà bây giờ xung quanh chúng nó có rất nhiều những cái bóng mờ ảo. Mỗi một cái bóng đều đang ra sức kéo thân thể của ba người bạn Vi như muốn dìm cả ba thằng xuống. Vi gào thét trong tuyệt vọng, mắt nhìn ba thằng bạn mình đang dần dần chìm xuống. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Vi đứng dậy chạy tới cây xoan, nơi có cái bóng dáng người thiếu nữ. Tôi không nhớ ra bạn là ai, nhưng nếu như bạn đã có lòng cảnh báo, tôi xin bạn giúp đỡ. Tôi xin bạn. Vi vừa dứt lời Chỉ nghe được tiếng thở dài nhẹ nhẹ Kế đó Có một cơn gió lạnh lướt qua mặt Vi cảm giác Có một mùi hương quen thuộc Dường như Vi bị kéo vào một miền ký ức Đã ngủ quên Từ từ nhắm mắt lại Cho đến khi mở mắt Khung cảnh hoàn toàn thay đổi Trước mắt của Vi bây giờ không phải là cánh đồng hoa Hay là khúc sông ở đầu nguồn chảy qua làng Mà là một khung cảnh khác nhưng cũng quen thuộc Ánh trăng ngày rằm treo trên đầu lũy tre ven sông Vi nhìn thấy một đám trẻ nít đang tiếu tít chơi đùa Có hai đứa bé quen mắt lắm Nhìn chăm chú lại Vi nhận ra mình là một trong hai đứa bé đó Bên cạnh còn có một cô bé khác tóc tết búi gọn gàng khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương một đứa trong đám lên tiếng hôm nay chơi đến đây thôi bọn mình phải về rồi vi có muốn đến nhà bọn tớ chơi không vi bất giác lên tiếng nhưng cô nhận ra mình như đang không tồn tại trong thế giới này mọi hành động lời nói của vi đều như là vô hình vi nhận thấy mình giống như đang xem một bộ phim chiếu lại quá khứ ở bên tai vang lên tiếng cười nói của mình từ khi còn bé vì sợ ông bà mắng lắm để ông khác được không không được hôm nay trăng sáng giận lối nếu vì không đi thì từ mai bọn này không chơi với vi nữa ừ thôi được rồi thế thế vi đi với các bạn vi kinh hãi nhìn mấy đứa nhỏ lần lượt nối đuôi nhau xuống dưới sông bản thân mình cũng sải bước đi theo chúng nó vi hốt hoảng khi thấy bản thân mình cũng bắt đầu sải bước theo bọn chúng vi muốn gào thét nhưng ngăn đứa bé tên vi kia lại thế nhưng tất cả đều vô vọng cô thật sự không hiểu tại sao lúc đó bản thân cô cũng không nhận ra là mình đang từ 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 đi xuống lòng sông là một sự ảo giác bất chợt cô bé xinh xắn đứng bên cạnh nắm lấy tay của vi kéo lại cậu đừng đi bọn nó cô bé còn chưa nói hết câu thì bị đứa bé ở bên dưới chạy tới đẩy mạnh một cái ngã lăn ra đất đứa bé nọ trợn đôi mắt trắng rã nhìn về phía cô bé kia mở quát không phải việc của mày cốt đi nhìn thấy đôi mắt của nó vi nhận ra là cô gặp phải thứ gì nội tâm lại càng thêm lo lắng nhìn thấy chính bản thân của mình đang dần dần chìm vào trong làn nước lạnh lẽo thì từ xa có người xuất hiện là một người đàn ông trung niên ông ấy đã thấy sự lạ chạy tới không biết ông ném ra một thứ gì nhưng vì thấy hai đứa bé một trai một gái kia hú lên một tiếng quái dị đứa bé gái vội vã chạy vào lùm cây ở bên đường còn đứa bé trai đưa ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông rồi lao ùm xuống sông nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi người đàn ông kia nhìn thấy cô bé vi đang chơi với ở giữa dòng vội vàng kéo cô ấy lên trong đầu của Vi Những hình ảnh cứ được tua đi tua lại Vi giật mình Thì ra Đây là đây là một ký ức mà mình đã mất Sau lần chết hụt đó Là Lan Cô bé đó Cô bé bí ẩn Khi còn bé là Lan Mi hướng mắt Như tìm kiếm cô bé tên Lan Nhưng không thấy Bất chợt vì nghe tiếng của người thiếu nữ hồi nãy vang lên bạn nhớ ra rồi phải không Gặp lại bạn tôi rất vui Nhưng bạn rời khỏi đây Đừng quay lại Dòng sông Sắp sửa không khống chế được bọn chúng Mau đi khỏi đây trước khi quá muộn Tôi sợ Mình sẽ không bảo vệ bạn được lâu hơn Đi đi Vi Đi đi Vi giật mình tràn tỉnh Trước mắt là con Nhung Nét mặt đang lấm lem bùn đất Đầy nước mắt Ba thằng Trung, Dũng và Lực đang ngồi bên cạnh Vi, mặt trắng bạch, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh. Mày tỉnh rồi, mày mày tỉnh rồi, mày làm tao sợ, tao sợ muốn chết. Nhung ôm lấy Vi mà nức nở. Vừa rồi một bên nhìn thấy con bạn thân chạy đến gốc xoan làm nhảm, sau đó ngã lăn ra bất tỉnh. Một bên là ba thằng bạn còn đang chơi với trong dòng nước. Con Nhung cũng không biết phải làm sao, nhưng nó nhận ra bạn của mình sắp chìm, lại được một thứ gì đó nâng lên kế đó ba thằng kia thoát khỏi sự trói buộc cố gắng hết sức bơi vào bờ ở trên mặt sông từng đợt khói không biết từ đâu đang cuộn lên cuốn vào với nhau khuấy động nhung cũng không biết trước mắt là một trận ác chiến của cô bé tên lan nọ cùng với những vong hồn thân hình to lớn gớm ghiếc ngay khi vi khẩn cầu lan đã quyết định định rời bỏ thân cây nơi mình đang ẩn náu để tu luyện dù biết bây giờ rời khỏi đó thì công sức tu luyện bao nhiêu năm coi như là uổng phí con đường tu hành sẽ trở nên giang dở muốn đi đầu thai sẽ lại phải bắt đầu từ đầu ấy thế nhưng trước lời thỉnh cầu của vi lan không đành lòng chính là lan đã đỡ thân thể của ba thằng con trai mặc cho đám vong hồn ở đằng sau lưng công kích cho đến khi ba người lên được bờ Lan mới quay lại phản đòn. Hơn 10 năm qua, khi Vi rời đi cùng bố mẹ, Lan vẫn không rời khỏi thân cây, nơi ở bên dưới gốc cây có xác của mình. Lan chuyên tâm tu luyện, thực lực cũng đã tăng lên không ít. Vì vậy ngày hôm nay, một mình cô có thể tạm thời ngăn cản được ba ác vong. Vi để đẫn ngồi trên mặt đất, từng dòng ký ức năm đó cứ lập đi lập lại ở trong đầu. Vi bỗng nhiên vùng dậy. Lan, là bạn phải không? Bạn ở đâu? Rốt cuộc là thế nào hả à Lan? Cả đám bạn tròn mắt nhìn về phía Vi Trong đầu chúng nó bây giờ đang có một suy nghĩ Có lẽ vừa rồi Vi thấy cảnh tượng khủng khiếp Dẫn đến thần trí hoảng loạn Chúng nó đang định an ổi Thì bất chợt ở trong gió vang lên âm thanh kỳ quái Âm thanh cứ vang vọng như từ một cõi xa xăm về Là tôi Bạn và mọi người mau đi khỏi đây Chúng sắp thoát ra Làng của các bạn sắp gặp họa Bảo mọi người mau đi đi Giọng nói của Lan đứt quãng yếu ớt Vừa rồi Lan một mình ngăn cản đám ác vong Bị chúng nó vây đánh đến bị thương Giờ phút này lại phải ẩn thân vào trong cây xoan Để mà khôi phục lại Vi và mọi người nghe thấy những lời này thì sợ hãi lắm Bọn thằng Trung co rúm gió Túm lấy tay Vi Ai à, à, nói thế Vi Trước trước Bác Minh bảo là mày có thể nhìn thấy ma Bọn bọn ta không tin chứ không lẽ không lẽ là thật à Vì Thằng Trung Sư Mô lắp bắp không nói được hết câu Vì lúc này cũng chẳng còn tâm trạng Mà giải thích Cô bảo tất cả phải mau chóng về làng Dựa vào ký ức mới tìm lại được Vi biết Lan đang muốn nói đến điều gì Về đến nhà Cả đám đem chuyện kể lại cho ông nội của Vi Nghe xong câu chuyện Ông nội khẽ nhéo đôi lông mày bạc lại Chúng mày tại sao lại đến bãi bồi để mà chơi. Có biết đấy là cấm địa của làng không? Mấy người già chúng ta không muốn nói về vùng đất đáng sợ đó. Là vì sợ bay cái càng hiếu kỳ mà vào. Chuyện cũng đã rồi. May là không sao. Giờ đứa nào về nhà đứa đấy. Tao đến nhà trưởng làng. Nhờ ông triệu tập mọi người. Nếu như lời kia là thật. Thì tiên đoán của cái anh Minh kia 10 năm trước. Quả nhiên đã xảy ra đấy đám ác vòng cũng đến lúc ngồi lên bờ. Tối ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. Mọi người đến đông đủ chưa? Đông đủ rồi cụ. Còn nhà ông Long cuối nào cuối làng. Ôi già ơi, cái nhà ông đấy có bao giờ qua lại với ai trong cái làng này đâu? Cũng là vì cái nguồn gốc gia đình ấy mà. mặc kệ ông ấy, chúng ta bàn chuyện gấp lắm rồi. Ở nhà trưởng làng có rất nhiều người đang nhao nhao cụ khang là người già nhất làng lên tiếng bảo bà con im lặng sau đó nói việc này rất quan trọng giả có linh tính chuyện có liên quan đến cố sự năm xưa cái đám ác nhân ác đức lúc sống cướp của giết người đến chết còn quanh quẩn ở đây là oan nghiệt mà nghe ông cụ khang nói vậy những cụ cao nên ở trong đó có cả ông nội của vi gật gật đầu nét mặt của ai cũng dấy lên sự suy tư cháu không phải là người ở đây chuyện năm xưa cháu cũng chỉ nghe qua một chút nếu như các cụ đã quyết thì xin kể lại đầu đuôi cháu tuy đạo pháp còn ghém cỏi nhưng cũng xin giúp làng vượt qua cái đận này người vừa lên tiếng là bắc minh chính là người năm đó cứu vi thoát khỏi tay đám ma chết trôi nói về ông minh một chút ông là người ở dưới xuôi năm xưa chả biết có biến cố gì mà phải bỏ xứ lên đây ông minh một thân một mình sống ở làng của vi đã chục năm nay người làng biết ông là thầy pháp mười năm qua hễ làng xảy ra sự lạ thì đều nhờ ông minh giúp đỡ vì thế lâu dần người ta cũng quý mến coi ông như người nhà ngày ấy khi cứu sống vi ông minh nhìn ra có âm khí ẩn hiện bao phủ trên mặt sông cho nên về cảnh ca báo bà con lúc đầu dân làng cũng chẳng để ý lắm bởi vì lâu nay cuộc sống vẫn bình an thế nhưng đến khi xuất hiện những vụ chết đuối kỳ quái con sông vốn dĩ tấp nập người chèo thuyền bắt cá qua lại thậm chí ven bờ cũng có các bà các chị ra giặt đồ nay trở nên heo hút vắng lặng nghe ông minh nói như vậy ông nội của vi cũng lên tiếng nếu như mà chú mình đã nói tôi cũng xin đỡ lời các cụ mà kể lại câu chuyện năm xưa năm đó là năm đầu tiên của miền bắc giành được quyền độc lập nhà nước thi hành chính sách cải cách ruộng đất cũng là bước đà để cho giai đoạn bao cấp sau này làng này khi đó còn nghèo lắm cơm không đủ ăn áo chẳng đủ mặc vì chiến tranh ở trong làng lúc đó cũng chỉ có nhà của lão văn địa chủ là giàu có bao nhiêu hoa màu dân làng làm ra phần lớn đều bị gia đình lão văn vơ vét không những thế nhà lão địa chủ còn ngang nhiên cướp đoạt giết hết những kẻ phản kháng người làng cam lắm cho đến khi nhà nước chủ trương cải cách ruộng đất phần lớn đất đai của lão địa chủ bị tịch thu chia lại cho dân nghèo lão văn lại càng căm hơn lão móc lối với các địa chủ khác ở trong vùng ý đồ chống đối thế nhưng tất cả việc chúng làm không qua được ánh mắt của các chú bộ đội đang nắm quyền tất cả tổ chức chống đối trong một nhoáng đều bị tiêu diệt. Gia đình của Lão Văn lên thuyền ra sông bỏ trốn. Thật không may, con thuyền bé lại chở đông người, chồng chành trong sóng dữ bị lật. Một đại gia đình 21 người nhà Lão Văn, già trẻ lớn bé, duy nhất còn một người sống sót, còn lại bỏ mạng. Từ ấy, làng thi thoảng lại xảy ra những sự lạ, người chết đuối lại nhiều hơn. Khi ông Minh tới đây, khúc sông chảy qua làng cũng đã cướp đi rất nhiều mạng người dân làng bán tín bán nghi cũng chẳng biết phải làm thế nào cũng chỉ đành chung sống với nỗi lo sợ ấy cho đến tận bây giờ nghe đến đây bác mình mới nói theo như lời cụ thì cháu cũng đoán thoáng đoán ra được lai lịch của đám ác vong dưới sông nói như vậy thì chúng nó tồn tại đây lâu rồi tu vi của chúng nó có lẽ cũng không yếu sở dĩ thời gian qua chúng nó chưa lên được bờ là vì chưa sát hại đủ số người cần suốt bao nhiêu năm qua người chết ở khúc sông này nhiều con số cũng gần đủ khi nãy biết chuyện cháu có xem một quẻ Trăng tròn tháng này là ngày nguyệt thực là ngày âm khí thịnh nhất đám áp vong nhất định sẽ nhân cơ hội này lên bờ chúng nó bị kìm hãm suốt mấy chục năm qua lại mang mối hận với dân làng cho nên thực sự mà chúng thoát lên thì nguy to lắm mọi người nghe bắc minh nói ai nấy đều tỏ ra lo lắng Cụ Khang hỏi Thế à, theo anh mình Thì chúng ta phải làm gì Không lẽ về chuyện này Mà bỏ lại mồ mả tổ tiên đi biệt xứ à Tôi không lỡ Thân giả này sống đến nay cũng ngót nghét chín chục Có chết cũng chả tiếc Anh cứ nói đi Tôi sống chết cũng muốn chiến đấu với cái thứ ác nhân thất đức ấy Cụ Khang nói bằng giọng hào hùng lắm Ý chí của các cụ ở đây sôi sục giống như là hội nghị diên hồng vậy đúng vậy làng ta có mỗi nhà anh minh theo nghiệp thầy pháp thôi thì bây giờ anh nói sao bà con nghe thế chứ phải bảo vệ quê cha đất tổ chứ mọi người cũng nhao nhao đưa ý kiến bác minh thấy sự đồng lòng cũng hài lòng lắm nâng tay để các cụ trật tự nếu như mà các cụ đã tin tưởng thì cháu cũng cố còn vài ngày nữa là đến chính nguyệt Làng mình phải chuẩn bị thật kỹ Trước khi cái đám ác vong thoát ra Từ giờ đến lúc ấy là người làng tuyệt đối không được ra sông đâu Cháu là cháu quan sát mặt sông Thấy âm khí đậm lắm Chỉ sợ sơ sảy mà có người chết Thì chẳng cần chờ trăng tròn Chúng nó no lên bờ đấy Bác Minh nói đoạn Hỏi ông cụ Khang về khúc sông Mà cái thuyền năm xưa nhà lão địa chủ Văn Bị chìm Theo lời của ông cụ khang thì ma chết trôi sẽ không tùy tiện lên bờ ở địa điểm khác. Bác mình có nói dân gian hay bảo chết có rớp ấy chính là như vậy. Sau khi đã nắm bắt được tình hình cụ thể, bác Minh mời mọi người trở về nhà trước. Ngày mai sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ. Tối hôm đó khi bà con ra về, bác Minh gọi cả đám về nhà bác nói chuyện. Ở đây bác hỏi cặn kẽ chuyện mà đã gặp. Sau khi nghe xong. Bác Minh quay sang Cô gái đó tên Lan phải không Ừ Bác biết Lan Không chỉ biết Mà tao biết rõ Năm đó cũng nhờ con bé giữ bày lại Chứ nếu không Tao đến cũng chẳng cứu được Lần ấy Nó bị vong nhi kia kéo lên đỡ, đỡ đòn của tao Cũng bị thương không nhẹ Sau khi mang bay về nhà Tao có quay lại ven sông gặp nó Thấy nó không có oán khí tao biết là nó không làm ác cho nên cho nó theo chỉ bảo để nó tu hành sớm ngày đi đầu thai con bé số khổ mấy tí tuổi đầu đã bị xa rời nhân thế nghe bác minh nói như vậy vi không khỏi thương cảm hỏi ông cặn kẽ sự tình bác minh nhấp một ngụm trà kể tiếp con lan kể với tao bố mẹ nó mất sớm nó ở với ông bà ngoại Năm nó 6 tuổi Thì ông bà tuổi cao Vì thương ông bà Sau giờ học con bé đi mò cua bắt ốc Phụ giúp ông bà Trong một lần mùa mưa lũ Cua ốc ven bờ nhiều lắm Nó bị đám ác vòng kia túm chân kéo xuống Vốn là con nhà trải lưới Lại ngay ở mép sông Nó mới sáu tuổi mà nó bơi giỏi lắm Nó cố bấu vào bờ bò lên Nhưng ạ uh, Một đứa nhỏ là có hạn Sức lấy đầu ra Con bé kiệt sức mà chết Thân xác của nó bị đất bồi phủ lên Cả làng đi tìm chẳng thấy Cái cây xoàn mà mấy đứa chiều nay thấy Là nơi con bé nằm đấy Bác Minh kể xong chuyện về Lan Thì nước mắt của Mẹ Vi cũng rơi lạ chã Vì sót thương cho số phận của Lan Cũng không quên cảm kích Nhờ có Lan mà mình còn sống đến tận bây giờ Sáng ngày hôm sau khi các hộ gia đình trong làng đều cử một người đi tập trung ở nhà Bắc Minh. Tại đây ông phân công mỗi người một việc. Kẻ thì ra thị trấn mua vào tiền vàng, vàng mã, giấy tím vẽ bùa. Người thì chặt cành tre, trẻ nhỏ ra từng bó. Tất cả mọi người đều tập trung vào công việc được phân công. Vi và đám bạn ở nhà vì cũng không có việc gì làm, hăm hở ra giúp bà con. Trưa ngày hôm đó, khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, ai nấy về nhà cơm nước vì mới đi về phía nhà bác minh ông minh vẫn đang cắm cúi tô vẽ cái gì vì run giọng thì thầm như sợ ai đó nghe thấy bác minh bác minh ở, trong nhà có nhiều người lắm mà mà sao cháu không nhìn rõ mặt bác ơi ông minh nghe thế vậy thoáng chút giật mình ông quay đầu đôi mắt ngạc nhiên nhìn vi ê cháu nhìn thấy chúng nó à vâng có nhiều người lắm Cháu để ý nãy giờ Họ bàn tán cái gì cháu nghe không rõ Ờ à, Thì cũng giống như là con Lan Đều là vong lành Thân xác không thấy đâu cả Không đủ để đầu thai Những năm mà tao vân du hành đạo gặp họ Tao thương Tao thu họ về làm binh Cùng tao chiểm chạm yêu trừ ma Tích lũy âm đức Để sớm ngày được đi đầu thai Vì nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc âm binh là sao Sao cháu có thể nhìn thấy họ Từ đầu cháu đã thấy Cháu cháu nói với bọn kia mà mà chúng nó không có tin Bây giờ cháu mới quay lại cháu hỏi bác Ông Minh khẽ mỉm cười nói Bày có cần có quả đấy Trời ban cho âm dương nhãn đấy Xem ra con đường sau này Cũng lắm giàn trần lắm Là sao bác à, Âm dương nhãn là là gì Vì những mày suy nghĩ Sau đó nhìn ông Minh Như muốn ông giải thích Mắt âm dương là đôi mắt Có thể nhìn thấu được sự vật Của âm dương lưỡng giới Nó dễ hiểu hơn là mày có khả năng nhìn được người âm <laughs> Cũng không có gì đáng ngại đâu Đừng có lo Tao đang lo không có người trợ giúp Là cơ duyên Khi ngay bên cạnh lại có người có mắt âm dương Chuyện này có thêm hy vọng đấy Nghe bác Minh nói xong Vì cũng là mờ hiểu ra vấn đề Lục lại trong trí nhớ Có rất nhiều hình ảnh thoáng qua mờ ảo bất thường vì như khai ngộ Cô hiểu ra những điều kỳ quái Hay những bóng hình mờ ảo Thực chất đó là gì Có lẽ đó là những sự vật Và những con người Đến từ bên kia thế giới Bây giờ mình phải làm gì bác Còn vài ngày nữa là trăng tròn Không vội được Hôm nay phải chuẩn bị kỹ một chút Ngày mai bắt đầu bày trận ngoài sông Bày có ngửi thấy mùi gì không Dạ là tanh tanh Đúng rồi Mùi của oán khí đây, nó cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Nơi này cách bờ sông xa như thế, mà còn ngửi thấy mùi oán khí. Chứng tỏ một ác vong này tu vi không yếu đâu. Nói tới đây, ông Minh đưa ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Vi. Dường như cảm nhận được dị động, phát ra từ trong nhà, toàn thân của ông run lên. Là cái vòng, không lẽ còn bé? Ông Minh hít sâu một hơi cố bình ổn lại tâm tình kích động dù đã đoán được một nửa thân thế của con bé trước mặt nhưng ông vẫn trầm tư một hồi ông nói vì này con có sợ đám ác vong kia không vi ngẩn người khi nghe ông minh hỏi một hồi cô nói dạ cháu cháu có sợ một một chút à đó là cảm giác bình thường thôi bởi vì người chưa trải qua chuyện tâm linh kỳ quái thì sợ là phải rồi. Vậy con có muốn giống như bác hành đạo giúp đời, cứu giúp mọi người hay không? Vi trầm tư suy nghĩ, cô nhớ đến an nguy của người làng, nghĩ tới ông bà, cô chú, bạn bè, rồi còn cả Lan. Một thoáng ngập ngừng, Vi hạ quyết tâm. Liệu cháu có làm được không? Chỉ cần con quyết tâm, con đường trở thành thầy Pháp gian nan, nhưng bác tin là con làm được. Vâng Cháu phải bảo vệ mọi người Bác giúp cháu Tốt Lại đây Bác hướng dẫn một chút Còn tùy có căn trở thành thầy Nhưng chưa chính thức tu luyện Cương khí trong người con Mạnh hơn người thường Nhưng không thể tùy ý sử dụng Hôm nay bác chỉ cho con cách vận cương khí Lập đàn cáo thỉnh thần minh Coi như là lễ nhập môn ha Ánh mắt của Vi Chứa đầy háo hức xen lẫn trong đó là sự lo lắng hồi hộp giờ phút này cô đã hạ quyết tâm cô không muốn dân làng gặp nguy hiểm ông minh nhìn thấy sự kiên quyết đó cũng vui lắm trong tâm thầm nghĩ thần thú huyền vũ cuối cùng ta đã tìm ra thần khí của người sư phụ à đệ tử không phụ ủy thác của sư phụ rồi các vị sư huynh hy vọng các người cũng tìm ra thần khí của những thần thú còn lại nét mặt của ông minh đăm chiêu ông tiến đến ban thờ lấy xuống một cái hộp gỗ mở ra bên trong đựng một cái vòng tay đẹp lắm ông minh cung kính nâng lên trong lòng bàn tay nhớ lại trong quá khứ ở trên một mảnh đất có bốn người thanh niên ai nấy thân thể đều chẳng chỉ vết thương nằm gục xuống mà gào thét trước mặt họ có một lão đạo đạo bào phất phơ trong gió phong thái hiên ngang tay nắm một thanh đoạn kiếm hình thể xù xì ấy nhưng từ trên thân kiếm lại toát ra ánh sáng rực rỡ ông lão mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm trận chiến ngày hôm nay vượt qua sức của các con sau này cố gắng tu luyện cho tốt nhớ lời thầy dặn Tìm ra thần khí của tứ đại linh thú Hoàng lân linh thú thứ năm Đã biệt tích cùng với đại sư huynh Giờ chỉ còn trông chờ vào tứ đại linh thú Chỉ khi tìm được Thì mới mong tiêu diệt được gốc rễ âm xào quỷ huyệt này Hôm nay Ta không thể trở về cùng các con được nữa Thân già này chỉ đành bỏ lại đây Dùng tu vi một đời phong ấn lại cổ mộ kéo dài thêm mấy chục năm nữa trong lúc đó các con nhất định phải tìm được tứ linh còn luân lạc trong nhân gian giao lại vòng tay cho bọn họ một khi máu của người mang thần khí dung nhập vào vòng tay tự nhiên sẽ có liên kết kích phát tiềm lực của họ nhớ lấy lời thầy Ông lão nói xong, liếc mắt nhìn về phía đồ đệ, kế đó ném ra bốn cái vòng tay, vốn là pháp khí thiếp thân của tứ đại linh thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trong truyền thuyết. Xong xuôi, ông bắt quyết niệm chú, ánh sáng trên thân kiếm bạo khởi rực rỡ. Sau đó không gian ánh sáng không ngừng khuếch tán, che chắn toàn bộ cổ mộ. Một đoàn quỷ khí thi khí và tà linh chi khí cùng với yêu khí từ trong cổ mộ ập ra, đánh thẳng vào kết giới. Kết giới tựa như mỏng manh Nhưng lại kiên cố vô cùng Mặc cho lực lượng kia không ngừng công kích Nhưng cũng không hề suy yếu Ông lão nọ tay bắt ấn Từ từ ngồi xuống Thanh đoàn kiếm cắm ở trước mặt Toàn thân của lão từ từ héo rũ Toàn bộ ánh sáng từ thân thể của lão Dung nhập vào trong thanh kiếm Cho đến khi luồng ánh sáng cuối cùng biến mất Chỉ thấy đoàn kiếm lóe lên một cái Rồi trở lại bình thường Tất cả chỉ còn lại một luồng ánh sáng mỏng manh như là một cái lớp vỏ trứng thì vẫn hiên ngang chống cự lực công kích của những cái, những cái thứ âm tà kia. Bốn đồ đệ nhìn thấy lão sư phụ tự phế bỏ tu vi, hủy đi nguyên thần, dùng hồn phách hy sinh vì đạo, không khỏi đau xót. Cả bốn người ánh mắt căm phẫn nhìn vào trong cổ mộ. Di nguyện của thầy, bốn anh em con sẽ lập tức tận lực mà làm Chiến tranh liên miên Quê hương bị dày xéo Tôi sẽ nhập ngũ Biết đâu đó trên đường Lại xuất hiện người mà chúng ta muốn tìm Em cũng theo anh cả Chiến tranh không tránh khỏi những cái chết tức tuổi Oan khí cũng từ đó mà ra Em đoán thần khí sẽ nhanh xuất hiện thôi Nếu như ý trời sắp đặt Chúng ta sẽ tìm được Đúng vậy Hai người còn lại cũng trông ý kiến Kế đó bốn người quỳ gối hướng ông lão vái ba vái thật sâu vì hài cốt của ông lão nằm ở bên trong kết giới họ không thể đem về mai táng chỉ đành làm như vậy xong xuôi họ quay lưng rời đi sau này bốn người mỗi người một hướng nhị đệ tử của ông lão mang theo một cái vòng mắt hổ thuộc tính kim trong ngũ hành tượng trưng cho bạch hổ đi về rừng núi phía tây đệ tử thứ ba mang theo một cái vòng hỏa ngọc tượng trưng cho chu tước đi về phía nam đệ tử thứ tư mang theo vòng mã não thuộc tính mộc tượng trưng cho thanh long đi về phía đông còn người thanh niên tên minh mang theo vòng tay được làm bằng thạch anh thuộc tính thủy tượng trưng cho huyền vũ đi về phía bắc ông minh suy tư một hồi khẽ thở dài lẩm bẩm bốn năm không biết giờ này anh em của ta đang ở đâu còn sống hay đã chết ba người mang thần khí cũng không biết đã tìm ra chưa Hy vọng cái hẹn 40 năm họ còn nhớ Đang lúc ông Minh còn đang suy tư Vì đứng bên cạnh lên tiếng Bác Minh Bác làm sao thế Hương đến cháu chuẩn bị đủ rồi Tiếp theo phải làm sao bác Bác Minh nghe tiếng Vi gọi Quay đầu lại Vì chỉ thấy trong đôi mắt của ông đầy suy tư Đang toát ra nỗi buồn rời rượi Kế đó ông Minh nói tiếp Xong hết rồi hả Nào quỳ xuống trước chư vị thần Minh nếu như con thực sự sẵn sàng dùng máu nhỏ bảy giọt lên vòng tay từ giờ nó sẽ theo con vì do dự không phải là vi chưa sẵn sàng mà vì sợ đau một đứa con gái mới lớn dù sao vẫn còn nhút nhát lắm cuối cùng vì cũng đưa con dao nhỏ cắt nhẹ đầu ngón tay trỏ của mình nhỏ lên cái vòng tay bảy giọt máu đưa lại cái vòng cho ông minh ông minh nhận lại cái vòng tay cứ run lên không phải là ông sợ mà là trong nội tâm của ông đang vô cùng xúc động. Cuối cùng, ông cũng tìm ra thần khí huyền vũ. Ông Minh cung kính đặt cái vòng trong tay lên ban thờ, lên ba nén nhang, xong xuôi nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc chú. Vì đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn, không biết là ông Minh đang làm gì. Đột nhiên từ trong cái vòng tay, phát ra ánh sáng bạc nhẹ nhẹ. Vì cảm thấy trên khóe miệng của ông Minh xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Kế đó ông đưa lại vòng tay cho Vi đeo nó vào đi con từ giờ nó là con bây giờ bác dạy con cách vận chuyển cương khí đơn giản nhất còn sâu xa hơn thì phải tự con lĩnh ngộ rồi ông minh nói đoạn đưa cho vi một cuốn sách đoạn ông nói tiếp cuốn sách này là tâm huyết cả đời của bác trong đó có nhiều huyền cơ mà chỉ có con mới học được chính bác cho dù muốn cũng không xem thấu Nhắm mắt lại, tập trung vào cái vòng, cố gắng cảm nhận vị trí của nó thông qua cảm giác. Một khi con có thể cảm nhận hay là dùng thần thức nhìn thấu được hình ảnh trong cái vòng, là cương khí đã tìm ra điểm mà con muốn vận chuyển đến. Vì nhắm mắt làm theo chỉ bảo của ông Minh, dường như vi mang trong mình thiên phú dị bẩm, chỉ nghe một lần liền hiểu ra nguyên tắc của phương pháp. vi thả lòng người nhập tâm cảm nhận cái vòng bỗng cô khẽ kêu lên một tiếng bác minh cháu cảm nhận thấy nó cháu cảm nhận thấy nó tốt ghi nhớ chú ngữ đọc theo ta vì tập trung lắng nghe như muốn nuốt chọn từng câu từng chữ tiếng của ông minh uy nghiêm vang lên bắc phương nhất bái cầu huyền vũ xuất thế độ nhân khống yêu mà đầu ngưu nữ hư nguy thất bích thất tinh ứng vị huyền vũ giáng tạ vi làm bẩm chống ngữ mà ông minh truyền thụ bất giác cô có cảm giác lạnh toát từ cái vòng tỏa ra cái đó là một tiếng gào thét của một sinh vật nào đó vi từ từ mở mắt hốt hoảng la lên trước mắt của vi bây giờ là bóng dáng mờ ảo của một con rùa to lắm ở trên mai của nó lại là một con đại xà màu xanh đang há cái miệng rộng lộ ra cái răng nanh dài ngoằng vi kinh hoàng lùi về đằng sau tránh xa quái vật ấy thế nhưng thân ảnh nọ vẫn bám sát theo vi té ngã sợ hãi nhắm tịt mắt thôi xong mình chết chắc kỳ quái vật này lại không làm hại mà còn nhìn vi như vẻ thân thiết lắm đừng sợ chúng không những không làm hại con mà sau này sẽ còn đi theo bảo vệ con ông minh trên mặt cũng vui mừng lắm vi nhăn nhó lắp bắp L lạ sao bác con không hiểu chuyện dài lắm ông minh nói đoạn kể lại trận chiến năm xưa cho vi nghe còn không quên kể về lời dặn dò của sư phụ đã xả thân vì đạo ở bên kia hư ảnh của huyền vũ và đại xà vẫn cứ cuốn lấy nhau đứng ngửa mặt lên trời mà gầm thét Nói như vậy, cháu là một trong bốn người mang trong mình thần khí của tứ đại thần thú. Vì kinh ngạc như không thể tin vào tai mình, hỏi lại ông Minh. Đúng thế, nhưng hiện tại tiềm năng trong con mới chỉ được kích phát. Con phải tu luyện một thời gian dài mới có thể vận dụng sức mạnh của huyền vũ tối đa. Cuốn sách ta đưa con là bí pháp tu luyện của hóa thân huyền vũ ta cũng không biết là sư phụ ta từ đâu có được bí pháp và bốn cái vòng tay, nhưng mặc kệ chân tướng là gì, chỉ cần thế thiên hành đạo giúp đời giúp người thì việc thầy pháp chúng ta làm mới có ý nghĩa." Ông Minh nói, giọng điệu hào hùng, vì mang trong mình hồi hộp lo lắng vui sướng, vì lo lắng là vì cô không biết mình có thể làm được cái gọi là thế thiên hành đạo hay không, còn vui sướng thì tất nhiên ai mà không vui. Khi mà mình tự nhiên lại trở thành một nhân vật chính Có siêu năng lực như trong phim ấy Vi từ từ thu hồi lại thân ảnh huyền vũ trong tay Mắt nhìn thấy thân thể to lớn của huyền vũ Từ từ bị thu vào trong cái vòng nhỏ Vi càng thêm tin tưởng về thế giới tâm linh Và sứ mệnh huyền diệu của mình Sau buổi trò chuyện ly kỳ Xin phép ông Minh ra về Lúc sắp ra ngoài cửa Ông Minh gọi Tối nay qua đây cùng bác qua khúc sông một chuyến Bác muốn thăm dò động tĩnh của bọn ác vong Vi vâng dạ Quay người rời đi Ông Minh nhìn theo bóng dáng của Vi Trong lòng thở phào Cuối cùng ông cũng tìm ra Người mang trong mình Thần khí của huyền vũ Tối hôm sau đó Sau khi ăn xong bữa cơm với ông bà nội Vi xin phép ông bà Qua nhà ông Minh một chút Biết có chuyện quan trọng Ông bà nội cũng không ngăn cản Chỉ dặn dò là mọi chuyện phải cẩn thận. Lúc Vi đang định ra ngoài cửa, thì đám con Nhung, thằng Trung, thằng Dũng, thằng Lực cũng vừa tới. Này định đi đâu ấy? Tao đã qua nhà bác Minh, bác có việc nhờ tao giúp. Là chuyện gì cho bọn tao đi với? Không được, việc nguy hiểm lắm, tốt nhất chúng mày đừng có đi theo. Nghe Vi nói như vậy, thằng Lực hất hàm. Cái con dám thối, mày khinh thường thân trai lực lượng à? Đi, có gì mà sợ, đứa nào không dám đi đứa đấy là chó. Thằng Lực nói với cả bọn Sau đó hăm hở đi trước Quay về phía nhà ông Minh Đám vì hướng mắt nhìn theo bóng lưng của thằng Lực Mà không khỏi thở dài Của cả đám cũng đành tiến bước đi theo Đi độ 10 phút Đã đứng trước cánh cổng của nhà ông Minh Đột nhiên thằng Lực khựng lại Quái anh lạ Sao đây tự nhiên tao thấy là lại Lành lạnh Chúng mày có thấy không Cả đám bắt đầu xoa xoa bàn tay vào nhau gật đầu Duy chỉ có Vi là vẫn cảm thấy bình thường Trước mắt của cô lúc này hiện ra Hai thân ảnh mờ ảo Nhưng cũng không nhìn rõ mặt mũi Vì biết hai người là này là ai Chen lên phía trước nói Chúng tôi tìm ông Minh Phiền hai vị cho qua Đám thằng lực nghe Vi nói chuyện với khoảng không Thì giật mình Bọn chúng chiều ngày hôm qua đã tận tai Nghe tiếng nói trong gió Cho nên giờ đây khi thấy Vi độc thoại Chúng nó cũng biết không phải là Vi đang treo Mà là ở ngay trước mặt Vi Hay là đâu đó quanh đây đang hiện hữu vong hồn. Cả đám túm tụm lại với nhau, trên mặt sợ hãi lắm. Vì lối đoạn, nhìn thấy hai bóng người nọ gật đầu, né sang hai bên. Vì quay lại nói với đám bạn, đi vào, đừng có sợ đến lực nổ. Nãy đòi đi cho bằng được, giờ đừng có mà đái ra quần. Nữa. Bác mình nãy giờ biết, Vi và đám bạn đã đến, nhưng ông không ra đón. Ông muốn nhân cơ hội này kiểm chứng tâm lý của Vi. Quả nhiên, con bé không làm ông thất vọng bản lĩnh của hóa thân huyền vũ không đơn giản thích nghi rất nhanh cả đám đi vào trong sân ông minh bước ra cười nói cả mấy đứa cùng đến sao thôi đi vào nhà nếu đã tới thì để bác phân công mấy đứa phụ bác một tay đưa những thứ bác đã chuẩn bị ra ngoài sông đêm nay bác sẽ bố trí trận pháp kẻo để đêm dài lắm mộng cả một đám vâng dạ sau đó theo ông vào trong ở đây ông minh nói ý định tối nay của mình đám thằng lực nghe xong thì dùng mình sợ hãi một lát sau vẫn hạ quyết tâm đi theo chỉ duy nhất có thằng lực là nét mặt tái mét còn đang do dự thằng trung sumo trêu chọc thằng lực sao nãy giờ còn to mồm mà bảo là không đi thì là gì thằng lực thẹn quá hóa giận nhưng không biết làm sao nó thả bắt trước tiếng chó sủa còn hơn là ra chỗ quỷ quái nọ cả đám cười phá lên rồi đi theo ông minh ra khúc sông thằng lực hướng mắt nhìn theo mọi người trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm nửa muốn đi cùng nửa lại như là bị nỗi sợ níu chân kết quả nó cũng không thắng được nỗi sợ hãi lủi thổi về nhà ơ ông long tối muộn này ông còn đi đâu đấy trên đường về nhà thằng lực bắt gặp một người đàn ông cao to điệu bộ kỳ quái nó nhận ra ngay là ông long ông long sống khép kín nhiều năm qua ở ngôi làng này À, tao sang nhà bà mai mua chai rượu này à, tao thịt con gà mái tơ gà mái tơ thằng lực nuốt nước dãi gà mái tơ luộc là món nó thích nhất tuy không săn chắc như gà đẻ nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến món ấy nó lại thèm Lão Long thấy biểu hiện của thằng Lực Cười nhạt, điệu cười có phần quỷ dị Đoạn lão nói Sao, có muốn sang tao làm chén không Cháu từ bé đến giờ Cháu có uống rượu chè bao giờ Ôi sao Thành niên thành đồ gì mà rượu chè không biết đi Về tao làm chén Rượu ngon mồi xịt Không, mà. uống một mình cũng buồn Thằng Lực có chút bất ngờ Về thái độ của lão Long Ngày hôm nay lão long vốn dĩ là người lầm lì khép kín ấy vậy mà hôm nay lão lại chủ động mời thằng lực về nhà uống rượu bảo sao nó không có ngạc nhiên thằng lực suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nhịn được thèm đồng ý về nhà với lão nói về đám của vi và bắc minh khi đến gần khúc sông ông minh ra dấu cho cả đám dừng lại họ cẩn thận nép mình vào một bụi cây to ông minh đưa cho mỗi người một nắm sợi vi đoán là một loại lá của cây nào đó được cắt nhỏ phơi khô đoạn ông minh bảo mấy đứa lấy nhét vào mũi tai cả đám không hỏi nhiều mà tự giác ngoan ngoãn làm theo tất cả ngồi im lặng nhìn ra khúc sông vi nhìn thấy ông minh liên tục đưa mắt quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô tò mò. Bác bác đang tìm gì à? Ờ. À, con có thấy điều gì lạ không? Con chỉ thấy ở mép sông có thứ gì giống như tấm màng trắng, nhưng màu sắc không đồng đều, có những chỗ mờ nhạt hơn. Là sao bác? Tấm màng trắng đó là kết giới tự nhiên của trời đất, nhằm ngăn cản những vong hồn ở dưới nước không thể tự ý xa quá bờ. Chắc con đã từng nghe qua câu đất có thổ công, sông có hà bá hả? Lời ấy là ám chỉ. Đất liền và mặt nước có phân chia rạch ròi. Bất kể sinh linh nào sống hay là chết, ở dưới mặt nước là thuộc địa phận của hà thần. Không được sự cho phép của người thì không được lên đất liền. Họa chăng chỉ có những kẻ tu luyện lâu năm, tu vi cao thâm mới có thể trốn lên còn một điều kiện nữa nếu như người chết có thể kéo một người sống khác xuống đúng điểm nó chết thay thế thì nó có thể lên bờ nói như vậy có không ít vong nhà lão văn lên được bờ rồi sao bác nhiều năm qua đã có không ít người đã chết ở khúc sông này không đơn giản như vậy đám người nhà lão văn đều chết chung một điểm nếu không thể thu thập mạng sống của đủ số lượng người Thì chính khúc sông này Nhiều năm qua Có 19 người Nhà Lão Văn lại có đến 21 Là một người may mắn sống Vậy là còn thiếu một người nữa họ mới đủ số lượng Thằng Trung Sumo ngồi bên chen vào Bác ơi Cháu nghe bà cháu kể là người sống cuối cùng chính là ông Long cuối làng Năm mấy ông may mắn trốn được nhưng cũng phải đi tù vì tội chống phá chính quyền Mãi sau này mới được thả Lang bạc khắp nơi có tuổi rồi mới về làng Từ ấy trở đi ông sống khép kín lắm Chẳng qua lại với ai Rồi hôm rồi ông không tham dự cuộc họp Có lẽ vì biết chuyện kia có liên quan đến nhà ông đấy Ông Minh dù sao cũng ở đây 10 năm Ông Long kia đương nhiên là ông Minh biết Nhưng không nghĩ đến Ông Long lại là người nhà của Lão Văn còn sống Suy nghĩ một chút Ông Minh gọi thằng Dũng đem đám cọc tre cùng mảnh tre được đan sẵn. Trên đó vẽ nhiều hình thù kỳ quái. Đám thằng Dũng nhìn chăm chú nhưng ngoài những hình thù nét vẽ thì chẳng thấy có gì cả. Duy chỉ có vì là khác. Trong mắt của cô, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những hình vẽ dường như đang cử động vặn vẹo. Những vệt máu đỏ nối liền với nhau tạo thành muôn vàn hình bóng mờ ảo. Những ký tự vặn vẹo kia vì mơ hồ thấy những bóng người đang không ngừng di chuyển sau đó những bóng người nọ cứ hóa thực thành hư hóa hư thành thực một thoáng thấy trùng trùng điệp điệp muôn vàn bóng người bằng ánh sáng đi qua đi lại trong những mảnh mảnh tre như những điều kỳ diệu nhất của huyền môn hiện ra hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.